Yo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Là mình đây. Ngày hôm nay thì thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của cô nàng Natalia nha. Trước tiên thì mình sẽ đi ganh sớm luôn. Với cấp độ 2 thì mình cũng đi ganh rồi. Nàng Ngộ Khỉ ơi, lên đây đi Ngộ Khỉ. Ném luôn cái chiêu 2, làm tráng chiêu 1. Úi giời, đau dã man các bạn, nửa cây. Tiếp tục chiêu 1 dí. Wow. Zuka có xíu máu mà thôi, để xem Zuka lên cao hay không. Cho nó thêm chiêu 1. Úi giời ơi, chiến công đầu. Đấy các bạn ạ. Khi mà mình đi ganh đảo đường liên tục như thế này, đi ganh thời điểm đầu game như thế này sẽ đem về rất là nhiều lợi thế cho team nhá. Mình được một mạng rồi. Nhưng mà vừa xong thì mình quan sát qua rừng team mình cũng bị rừng team bạn cướp mất các bạn ạ. Thế này thì không ổn một chút nào luôn, để mình vào hỗ trợ cho Kera. Ôi dồi ôi, team đâu rồi? Nhanh lên, mình làm choáng chưa? Không cho tinh thần chạy, choáng luôn, chưa một vào. Đó, một mạng hỗ trợ luôn. Làm choáng thành công một cái thôi, đồng đội có mạng liền. Còn đối với Pen thì chịu nhá. Pen nó chạy nhanh quá các bạn ạ. Đây là yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả. Các bạn thấy lâu lắm rồi mình chưa làm về Natalia, vậy nên ngày hôm nay mình thực hiện cho mọi người. Thôi nào Pen ơi, Pen ổ bán nó vừa vừa rồi, mình mất nửa cây máu rồi. Kira bình tĩnh nha bạn nha, đừng có farm của mình. Cứ để cho mình farm, sau đó là bắt đầu tiếp tục mình sẽ đi đảo đường thôi. Đánh khi mà chúng ta đi đường giữa thì chúng ta đảo đường liên tục, chỗ nào đánh nhau là chúng ta có mặt luôn. Mà Kira với Zuka, úi dồi ôi, Kira cố lên bạn ạ, mình đang di chuyển dần lên đây. Mình đang di chuyển dần lên đây. Đang có Murat ở đây. Thôi mình sẽ ra chém tạm Zuka. Zuka trong bụi này. Đấy, mình đoán không sai mà. Ôi ơi, ui, đông thật sự các bạn ạ. Có cả Zip, có cả Murat. Úi giời, như kiểu mũi đốt vậy. Kera team mình thì đang farm các bạn ạ. Thế nên tạm thời chúng ta không đánh nhau nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần ra khu vực đường giữa để tiếp tục farm tiếp các bạn ơi. Nên nhớ ấy, khi mà chúng ta đi đường giữa đảo đường, đấy là một điều rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà khi đảo đường xong, đi ganh xong thì các bạn cần phải về ngay đường giữa để farm tiếp nha, để lính lên cao. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, như các bạn biết thì chúng ta sẽ bước sang một phiên bản hoàn toàn mới. Phiên bản này sẽ xóa cái lò xo, đặc biệt là chúng ta sẽ có thêm được mắt phát quang ở rừng, kèm theo mắt phát quang ở khu vực đường sông. Đấy, đối với Natalia thì không có sự thay đổi về sức mạnh. Đây rồi, em tới đây. Em tới em thịt hết, đang có hai thanh niên đúng không? Mình xin mạng một bé và tiếp theo là chạy được đi đâu con sâu. Double kill luôn. Đấy là làm được đôi mạng nữa rồi. Mình đang tận dụng được sức mạnh của Natalia với một bộ combo hủy diệt, một bộ combo dồn sát thương cực kỳ đau các bạn ạ. Chỉ còn vài ngày nữa tôi reset danh rồi. Kèm theo chúng ta sẽ có một cái phiên bản cập nhật hoàn toàn mới. Thì không biết là các bạn chuẩn bị tinh thần chưa? Natalia chúng ta không có sự thay đổi sức mạnh nha mọi người nha. Vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy mà thôi. Hãy qua Badum ơi, mình có chiêu cuối đây rồi, kích qua chiêu cuối. Chán ông Badum. Ông chôn tôi dã man ạ. Còn Pen đây thì chịu thôi, không giết được nó đâu. Mình sẽ đứng ở trong bụi và chờ đợi nó đi qua, mình sẽ làm trắng ngay. Nào Pen, ôi thật chết rồi, em có tốc biến mà. Tí nữa thì hẹo ạ. Team bạn có Elsu. Thế nên trong trận đấu này để mà chơi được chiến thuật đối với Natalia được một cách tốt nhất thì hơi khó các bạn ạ. Thường thường mình chơi Natalia với phong cách đó là núp lùm và làm tráng dồn luôn combo. Nhưng mà quả thật trong trận đấu này hơi bị khó khăn nhá. Ngộ Khỉ vào đi Ngộ Khỉ. Tuyệt vời, mình có chiêu cuối đây nhưng mà không ăn thua các bạn ạ. Bắn thì xịt mất rồi. Đây bây giờ mình sẽ núp bụi nhá. Chờ đợi xem không biết là Murat ăn đến đâu rồi. Murat ơi, Murat là ngăn bùa đỏ đúng không? Hello, mình ra mình cướp luôn bùa đỏ này chứ ngán cái gì đâu. Già ném luôn kỹ năng vào. Úi giời ơi. Thôi làm gì mà căng thế. Tiếp tục em sẽ núp bụi đây nữa và chờ đợi xem. Nó ăn xong bùa đỏ rồi các bạn ạ. Ở đâu ra Pen vậy? Pen ơi bình tĩnh. Thôi xong rồi. Pen nó dồn nhanh thật sự các bạn ạ. Mình cũng nói trước với các bạn luôn, hiện tại Natalia cũng là một vị tướng pháp sư từ trước tới nay cũng rất là khó chơi cho mọi người. Bởi vì ba kỹ năng vị tướng này là ba kỹ năng chỉ định, cấp 3 kỹ năng định hướng. Ví dụ các bạn ném chiêu 1 các bạn cần phải định hướng, chiêu 2 định hướng, chiêu 3 cũng vậy thôi. Vậy nên ấy, nếu mà có ném mù mắt khóa thì mong các bạn thông cảm nhá. Bởi vì Natalia không phải là một vị tướng mình thường xuyên chơi đâu. Các bạn yêu cầu mình làm clip vậy nên mình mới làm cho mọi người thôi. Chứ còn quả thật thì mình không phải bet Natalia. Với bet Natalia thì có một cái định hướng khá là tốt, có một cái kỹ năng khá là tốt. Khi mà các bạn có thể căn được và ném choáng và dồn combo, mình thì cứ cấu rỉa. Đó, choáng được rồi. Cấu rỉa tiếp ui nửa cây máu kia. Thốn. Nhưng mà quả thật để mà giết được Elsu khó lắm các bạn ạ. Combo vị tướng này thì từ trước tới nay mình luôn luôn sử dụng. Nếu như chúng ta có cơ hội đút bụi thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu 2 làm trắng trước, sau đó sử dụng chiêu 1, sau đó kích hoạt chiêu cuối, sau đó sử dụng chiêu 1. Quả thật thì
thì trận đấu này rất là khó nút bụi luôn. Mình chả biết cái ưng chạm của Elsu nó nằm đâu, nhưng mà mình cứ nút bụi một cái là kiểu gì team bạn cũng biết rồi. Rất khó khăn các bạn ạ. Phải phá được ưng chạm của Elsu cơ. Thôi từ từ để mình di chuyển xuống hỗ trợ đồng đội ăn rồng. Hay quá. Trước tiên làm tráng, sau đó kích quạt chưa một, kích quạt chưa cuối. Ui giời, Murat này. Murat chắc chắn chết rồi. Ok, Murat chết. Ở đâu loài đập pen đây này. Cẩn thận anh em ơi. Đang một pen nó to cực kỳ. Bản thân mình không còn quá nhiều máu nhưng thôi kệ đi, cứ rỉa đã. Cứ rỉa trước. Đó, thốn ra phết các bạn ạ. Nào có ứng chạm đây này. Pen nó định gì ấy. Pen nó định gì đấy anh em ơi. Pen định dế này. Cứ ném kỹ năng sau đó quạt cầu bất tử một cái rồi là thơm. 400 vàng các bạn ạ. Ôi giời, được một mạng chấm dứt thôi là cảm thấy feel thật sự. Ăn được mạng chấm dứt 400 vàng là mình có được rất là nhiều tiền nha. Và khi mà có tiền thì sao? Khi mà có tiền thì chúng ta lên đồ. Và đối với đồ của vị tướng Natalia trong trận đấu ngày hôm nay thì trước hết trang bị đầu tiên mình sẽ lên giày kim cường nha. Sau đó là mình sẽ lên trượng bùng nổ, tiếp đến là vương miện Hammock, quả cầu bất tử, trượng bóng ma và quyền trượng. Đây là về build đồ cho cô nàng Natalia. Trận đấu này mình nói là một trận đấu cực kỳ khó khăn đấy, bởi vì các bạn cũng va sát đi. Mình mà không giữ được vị trí trận đấu này là mình bị chết liên tục luôn. Này, đang có Murat này. Mình sẽ di chuyển dần lên đường trên nha. Team mình sẽ chơi một phong cách đó là lấy thịt đẻ người. Có 3 người đây cơ mà. Zuka ơi, ngộ khỉ vào đi, ngộ khỉ ơi. Mình có chiêu 2 đây rồi, mình sẽ cố gắng ném làm tráng. Choáng được thành công, em có tốc biến mà. Pen cứ dí mình thôi. Bây giờ bản thân mình sẽ giữ vị trí để ném kỹ năng nhá. Cứ có kỹ năng hồi là chúng ta ném, bởi vì có Kera tới hỗ trợ rồi mà. Khi mà mình sống sót được thì mình chỉ phải đứng đằng sau, giữ vị trí và sau đó là sạc kỹ năng vào. Đấy, thốn chưa? Chiêu 1 là hồi liên tục nếu mà chúng ta ném trúng nha. Nào thì tiếp tục ném chiêu 1 vào. Thốn ra ma lại tiếp tục, chúng ta lại được hồi chiêu 1 nè. Uầy. Kera, bình tĩnh Kera. Nào, đây, em có chiêu cuối là cứ sấy bừa nha. Murat đây, cứ sấy luôn chiêu cuối Murat. Này thì Murat 200 vàng. Cuối cùng mình được một mạng và tiếp theo là mạng thứ hai. Không được mạng thứ hai rồi. Dù sao thì mình cũng hỗ trợ được đồng đội rất nhiều. Nhưng các bạn thấy là độ hiệu quả của Natalia chưa? Các bạn cứ ném chiêu 1 trúng đi là kiểu gì các bạn hồi được rất nhiều luôn. Hồi thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 1 đấy. Rất tốt một điều, các bạn có thể spam chiêu 1 được liên tục nha. Nhưng mà spam là phải trúng. Gặp AD óc. Thôi nào, đừng có chửi AD với mình. Bây giờ chúng ta cần phải đoàn kết chứ cứ phải chửi nhau chứ nhở. Mình cũng đã nói với các bạn rồi. Khi mà liên quân thì có rất là nhiều người chơi. Khi mà chúng ta được kết nối với nhau, được ghép với nhau trong một trận đấu là chúng ta có một cái duyên rồi. Vậy nên là các bạn đừng có hắt hủi làm gì. Bởi vì muốn gặp được nhau hơi khó. Nhưng bây giờ chúng ta gặp được nhau trong trận đấu đấy là một cái duyên rồi. Bởi vì có rất là nhiều người chơi mà chúng ta lại gặp được nhau. Một trận đấu chỉ có 10 người tất cả thôi. Vậy nên là đừng có chửi nhau nha. Chơi đi game để giải trí thôi. Vừa xong thì mình có nói với các bạn là trận đấu này mình cần phải giữ vị trí, không là mình toang đấy, không là mình fit mạng. Bởi vì lý do gì? Các bạn cùng quan sát nha, team bạn có rất là nhiều sát thủ. Đã có Murat rồi, lại có thêm Zuka, lại còn có thêm cả Pen nữa. Mà Natalia là chất tướng kém cơ động, ngoài ra máu giấy. Thế nên là mình mà không giữ được vị trí tốt ấy, là kiểu gì mình cũng fit mạng rất là nhiều ấy, mình chết cực kỳ nhiều luôn. Vậy nên là đây rồi, đang có Pen, giữ vị trí nằm choáng, hay quá, thốn chưa? Rồi, Pen chết rồi nha. Anh em ơi, mình đang quay có chiêu cuối đây, kích quạt. Ý, Murat không chết được kìa, thế thì thịt luôn. Zip, zip đi đâu, ui, mù mắt. Mù mắt quá. Nó đứng ngay trước mặt mình làm choáng mà anh ngờ lại xịt mất, bởi vì nó lách sang một bên các bạn ạ. Thốn. Nào, để mình. Nhưng mà không ăn thua các bạn ạ. Quả thật thì, đây, Murat nó định ra chém mình, nên mình cần phải tránh nó ra các bạn ơi. Đấy, mình nói có sai đâu. Nhưng mà thôi nha, mình sẽ quay lại đối đầu với Murat luôn. Sợ gì, chưa một mình xa mà. Cứ ném chưa một từ xa cả đã. Đó, tốt chưa? Đuổi em đi, chưa một em lại hồi rồi. Em ném tiếp vào mặt anh. Sau đó em quay lại em kích quạt chưa cuối thằng mặt anh. Lên bàn điểm số. Uầy. Lại các mạng chấm dứt luôn. Murat vừa xong chắc là cay lắm. Bị mình thả diều cho. Mình giữ cho anh ngờ là bạn ấy bị chết. Tính ra là trận đấu này rất là cân bằng đấy. Bởi vì team mình ăn 17 mạng, team bạn ăn 16 mạng. Điểm hạ gục nó không quá là chênh lệch nhiều. Vậy nên rất là căng thẳng, bản thân mình sẽ cần phải đánh cẩn thận hơn nha. Tiếp theo là trận hỗn mang. Và sau đó bây giờ mình sẽ di chuyển lên đường trên một cái. Ngộ khí ơi, bỏ chỗ đi ngộ khí. Lui về đây, mình sẽ âu yếm trở che cho. Không được thì mình farm hết cái đàn này cũng được. Wow, farm xong được nhiều vàng dã man các bạn ạ. Ơ có pen à, pen đúng không? Rỉa pen, làm tráng pen, kết quả chưa cuối. Ui, mù mắt tôi. Mù mắt quá, cái gì vậy? Em lại ngán anh quá cơ, anh thịt em ấy, thịt em đấy.
em có quả cầu bất tử mà, em lại còn có cả tốc biến. A hi hi. Ơ, không nghĩ được rằng nó có bộc phá các bạn ạ. Cái thằng mất tết này, nó mang bộc phá kìa. Mình chủ quan quá các bạn ạ. Đúng ra là không thể chủ quan được. Trận đấu này nếu mà có thể thì team mình phản được cái con tà thần sớm cơ, chứ không để cho team bạn ép thì hơi bị mệt. Có tà thần thì chúng ta mới win được dễ dàng. Nhưng bản thân mình là người đi đường giữa, vậy nên là không có tiếng nói nhiều. Nếu đi rừng các bạn kêu đồng đội ăn cái con tà thần được thì rất là dễ dàng hơn. À, các bạn đang xem clip của mình thì nhớ cho mình xin tầm 10 giây nha. Mọi người có thể cho mình xin một like cho clip này để ủng hộ mình. Ngoài ra các bạn có thể ấn vào đăng ký kênh nếu các bạn đã chưa đã ấn đăng ký kênh. Không thì các bạn có thể để lại comment bên dưới, mình sẽ tương tác với mọi người. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Truy sát luôn Murat nào, Badum ơi. Hay quá bạn ơi, bây giờ Badum, à đâu, Murat bị nhốt rồi, mình sẽ cắt thời gian và ném sời 200 vàng. Vừa xong là công sức của Badum rất là nhiều nha. Bởi vì Badum đã căn được thời gian để úp chiều cuối mà. Từ mình đang sợ có người trong bụi này, mình cần phải check ném kỹ năng vào bụi đá. Không có người thì chúng ta sẽ di chuyển để áp sát luôn Zip. Ôi Zip, ôi trời ơi, chơi mất đết thế. Ai ngờ nó kết quả trực cuốn nó chạy rồi các bạn ạ. Thôi đây này, đường giữa đây này, đường giữa, nhưng mà có ưng chạm đây. Phải phá được cái ưng chạm cơ chứ không hơi bị khó chịu. Thịt nó, không chết được ai cả, thêm cái Zip này. Mà thôi chơi eo su, không ăn thua các bạn ạ. Elsu nó biết giữ vị trí quá. Bây giờ chỉ sợ nó ngắm nó bắn mình thôi. Úi giời, biết ngay mà. Tiếp theo là mình sẽ lên quyền trợ cho mọi người nha. Có bùa xanh thì dồn hết toàn bộ combo thịt luôn. Tầm này chiêu cuối của mình nó hồi nhanh lắm. Ngộ khỉ cứ ép đi bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đứng ở trong bụi mình chờ đợi. Đang có Pain và Elsu được kiểu gì chúng nó đi qua đây. Vậy nên mình sẽ đứng ở trong bụi nha. Sẽ cho mọi người xem qua combo hủy diệt của mình. Các bạn hãy cùng xem combo hủy diệt của mình đây. Đang của Elsu. Nhìn đây, combo hủy diệt nhằm chiêu ai làm choáng trước. Nope. Úi. Ôi giời, mù mắt. Mù mắt qua đi. Ôi, mù mắt quá. Ôi, đang có ba đường hỗ trợ. Đập nó. Hay quá, ném choáng. Đây mới là combo hủy diệt này. Chứ vừa xong là không phải nhá. Vừa xong là mình đán sai hướng thôi. Ba đường cứ lên trước đi bạn ạ. Ba đường lên trước đi. Bản thân mình phơi phới như này đấy, em có quả có bất tử mà. Bây giờ ấy, đập luôn. Nhưng mà thôi, em có tốc biến đây. Tí nữa thì chết ạ. May là còn xíu máu đấy, tụi mình về đấy các bạn. Không còn quá nhiều máu thì không nên tham làm gì nhá. Cứ về sau đó là kêu gọi anh em ăn tà thần một cái là hợp lý. Cái tầm này là team mình rơi vào trạng thái ép trụ là cần phải ăn tà thần. Không biết là ai ra hỗ trợ mình không. Bà đùm vẫn chửi AD được. AD bây giờ đang thoát chất team. AD chó ngủ sợ thật. Nào các bạn ơi, không ai để ý tà thần à? Ơ kìa. Ôi dồi ôi các bạn, ngộ khỉ ơi. Chán ông ngộ khỉ này đi nè Zuka. Ông ăn được không để tôi. Mà Zuka chết rồi. Bây giờ ấy là ăn tà thần hợp lý nhất thế này. Nhưng mà đồng đội của mình không ai nghe cả. Mặc dù mình ping suốt nãy đến giờ. Anh em chỉ mải đánh nhau thôi. Thôi đánh nhau được, có chiêu cuối đây. Chiêu cuối rồi, ôi không kịp luôn, không cả kịp mạng hỗ trợ luôn. Nếu mà team mình không muốn ăn thì thôi, thì chúng ta cứ ép trụ đường giữa vậy. Chắc chắn có một đường lính siêu cấp rồi. Lấy được một đường thôi chưa đủ. Bây giờ là phải ra tà thần thôi, chứ còn kiểu này là không ăn thua. Zone ơi, hỗ trợ mình ăn tà thần, Zone ơi. Zone ơi. Đang có cả ba Doom tinh pinh tà thần rồi. Không có ba Doom với mình cũng được. Nhìn mình sấy tà thần đây. Thấy không? Đã dã man các bạn ạ. Tà thần tụt máu không phanh. Team mình ăn tà thần mà team bạn không để ý một chút gì luôn các bạn ạ. Team bạn không thèm ra cướp luôn. Ok, có tà thần rồi, chúng ta chỉ cần đi chung. Và đẩy lính lên cao nhá. Lính cần phải đẩy được được lên cao. Nếu mà bắt lẻ được ai thì bắt. Còn bây giờ bản thân mình sẽ tận dụng sức mạnh của Natalia để núp bụi. Núp bụi và chờ đợi con này và ngơ ngác xem có con này nào đi qua không. Hello, chào anh em đứng đây từ chiều cho em làm quen. Ném tráng dồn luôn combo. Ơ kìa, Badum ơi, KS kìa. Đau lòng quá, thôi không sao nhá. Mục tiêu chính trong trận đấu này mình đang cần phải kết thúc trận đấu. Thế nên là Badum ăn mạng không sao. Đang có Zip yếu máu này.
có cái tốc biến để làm gì? Có cái tốc biến ấy là để tốc biến lên áp sát nó, thịt nó luôn 20 vàng. Ít dã man, bèo dã man. Thôi có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây các bạn ạ. Team bạn nào làm sao thủ được nữa đâu. Ok, và rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn dành thời gian quý giá để xem clip của mình nha mọi người. Bây giờ ấy, pen ra thì cũng chết mà thôi. Kể cả Elsu, nhưng mà Elsu nó chạy được rồi. Nhắm trắng Elsu này, thôi. Elsu, ui dồi thốn thế nhở. Elsu này, ơ kìa không chết được kìa. Ok, bye bye mọi người.